Tick 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 t
Cẩn thận không vào chân luôn nhé. Vâng. Cẩn thận nhé. Vâng. Ừ.
Cái này các cháu đào mấy gốc đấy? Cháu đào một gốc ạ. Ui, một gốc mà được nhiều này á? Vâng. Này giờ không biết là ăn còn bở không? Không biết.
Ê, để tí nó xem này. Bác lai xây lò đẻ nhỉ? Đẹp không? Dạ. Các con đừng sờ vào đây nhá, nó vẫn còn ướt ấy. Vâng. Để mấy hôm nữa cái này nó khô hết thì bác lại lắp cho cái ống khói ở chỗ kia nữa. Vâng. Thì nó đỡ khói hơn. Vâng. Bác làm cái chỗ để nướng thịt đấy. Vâng. Đây, cái khu này. Còn đây là hai bếp đun này. Đâu ạ? Chỗ đun bếp ấy. Vâng. Đun ở dưới này này con này. Đấy. Hai bên này. Cái này lúc nào nó khô thì bác bỏ cái này ra. Thì chỗ này là đưa củ giò để đun đấy. Vâng. Hôm nay đi đào sắn có mệt không? Không ạ. Vũ đào được nhiều không? Có. Xếp xếp được chỗ cái giò này.